cô là mai đội đá với đội tuyển Mỹ Trắng. Và các em thấy đánh giá đội bạn như thế nào? Đội bạn rất là mạnh nhưng mà gặp đội em thì gãy. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Con cảm thấy thì trường Mỹ Trắng thì cũng mạnh do tụi con đã tiếp xúc với nhiều lần. Nhưng mà con nghĩ là con chịu chiến thắng. Đây là quá trình tập luyện trước khi thi đấu của các em. Chân đỡ chưa? Sáu giờ ông xuống đây. Sáu, sáng mai, trưa mai. Mai cốt cho nó được. Học gì học cũng ráng, cũng kiếm chữ. Mấy giờ? 2 giờ. Nghĩa là 12 giờ đi. 2 giờ rồi, sớm đi. Rồi đá đầu đá rồi cái ghế nó bay ra cái điện thoại nó rớt bởi điện thoại nó chạy đi con nó chạy đi. Tập chạy đi. Cái đá bằng điện thoại rồi. Này bác. Đây. Cái đá nó vô má, cái quà cái đầu cực kiếm chạy đến người ta đó luôn rồi. Chạy đi. Mày là chạy thôi. Cái đá cầu thủ thì chuẩn bị đi vô trong nó chạy tới cửa nào. Nó quay chạy tiếp đi đó rồi. Đó rồi. Chạy tới 5 giờ đây. Điều chưa? Chạy đi anh. Chạy đi, tôi quay vô. Đi. Có đâu. Phải đổ với camera gần người kia. Chúc mọi người vô á.
Trời ơi, 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 trời ơi